nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên Bốn Đời Chồng showbiz Việt. Giữa tháng 2 năm 2021, nữ diễn viên Hoàng Yến và người chồng thứ tư có màn đấu tố khá ồn ào sau khi ly hôn. Cụ thể, Cao Xuân Thắng, chồng thứ tư của nữ diễn viên Hoàng Yến, nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội tố Hoàng Yến không cho anh gặp con. Đáng nói hơn, Cao Xuân Thắng còn chia sẻ rằng Hoàng Yến có nhắn tin hẹn hò với trai trẻ trong thời gian còn là vợ chồng với anh. Đáp lại, Hoàng Yến khẳng định cô không hề ngoại tình, chuyện vợ chồng rạn nứt là do Cao Xuân Thắng ghen tuông, nghi ngờ vô cớ. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình để đến kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và ủng hộ channel của chúng mình nha. Diễn viên Hoàng Yến, sinh năm 1976, được khán giả biết đến qua những vai diễn điệu đà, lẳng lơ trong những bộ phim như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời. Đáng chú ý, vai diễn cô Xuyến trong bộ phim Về nhà đi con do Hoàng Yến đảm nhận ghi dấu trong lòng khán giả. Em đàn bà con gái chả biết gì, thành ra cửa giả, nó cứ tự dưng khô khốc với cả đi luôn ạ. Mày có bác Phan, bác cha giàu cha mỡ, eo ơi nó trơn tuột luôn được ấy. Mà bác ở bên cạnh hàng xóm, thỉnh thoảng bác sang chơi rồi có gì giúp đỡ em. Chị em cứ sang nhà bác gọi em cũng ngại lắm. Có gì đâu, hỏng hóc thì nhất là đồ điện, cô cứ bảo tôi nhá. Vâng ạ, bác nói rồi đấy nhá. Vâng. Bác, bác uống nước đi. Vâng, em vừa pha xong đấy. Ngon không bác? Chè thơm ấy. Sao mẹ nhìn ra bác nó cứ xanh xanh kiểu gì? Mấy hôm tôi cũng mất ngủ. Thế ạ? Chết! Cái tuổi dở dở. Sự nghiệp thành công nhưng diễn viên Hoàng Yến khá lạnh đệnh trong cuộc sống hôn nhân. Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi xác nhận thông tin cô đã ly hôn người chồng thứ 4 có tên Cao Xuân Thắng. Trong phim Về nhà đi con, Hoàng Yến đóng vai cô Xuyến, hàng xóm của ông Sơn, nghệ sĩ Trung Anh. Có tình cảm đơn phương nhưng không được đáp lại. Nếu như trên phim nhân vật của Hoàng Yến là người phụ nữ trải qua 5 cuộc hôn nhân, thì ngoài đời, nữ diễn viên cũng ly hôn 4 lần. Lúc nào bác cũng đi nhanh thế. Mà em bảo nhá, cái chàng rể tương lai nhà bác ấy, đẹp trai hào hoa, ga lăng đáo để nhờ. Ga lăng? Vâng. Mà cô gặp nó rồi à? Biết. Hình như là cô Thư cô không thích em sang đây chơi hay sao ấy. Cô còn lạ gì tính con Thư nữa. Lốp chốp thế thôi, không có gì đâu. Phía chồng thứ 4 của diễn viên Hoàng Yến tố cô có tình mới và không cho anh gặp mặt con gái từ trước Tết Nguyên Đán. Đề cập đến sự việc này, nữ diễn viên Hoàng Yến phủ nhận. Cô khẳng định thời điểm này bản thân chỉ muốn tập trung vào việc chăm sóc con. Tôi chỉ biết dùng đúng từ là hết duyên, bên cạnh nhau thì mọi thứ dừng lại. Mọi thứ không đẹp như vậy nữa. Nói chung tôi không thích chia sẻ điều gì cả. Tuy nhiên, anh ấy đã nói nhiều điều về tôi. Thì tôi cũng nói, anh ấy với tôi đã không còn là vợ chồng từ một năm nay rồi, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Chị nghĩ sao về việc tuyển phi công? Nghĩ sao nhở? Hay mà, phi công hay mà. Ôi à, phải thế nào mới được làm phi công thôi. Nhớ cao to này, đẹp trai, khỏe mạnh này, lại phải gì nhở? Nói chung là để lái máy bay là không đơn giản đâu mọi người. Để mà lái được máy bay thì... Được biết, Hoàng Yến kết hôn với Cao Thắng vào tháng 10 năm 2016, trước khi cả hai về chung một nhà. Nữ diễn viên phim Về nhà đi con đã có hai cô con gái riêng, trong đó một người con đã kết hôn. Sau hôn lễ, người ta thấy vợ chồng Hoàng Yến dính như Sam trong rất nhiều sự kiện. Thậm chí, Cao Thắng còn dành nhiều thời gian đưa Hoàng Yến đi quay, đi dự event. Cặp đôi liên tục tung ra những bộ ảnh khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Cặp đôi còn cùng nhau xây dựng công việc kinh doanh và liên tục xuất hiện với hình ảnh gia đình hạnh phúc trong các buổi gặp gỡ đối tác, giới thiệu sản phẩm. Sau một năm kết hôn, Hoàng Yến mang thai ở tuổi 41. Cô hạ sinh cho chồng kém tuổi, một cô con gái đáng yêu có tên thân mật là Bé Mầm. Từ khi có con, vợ chồng Hoàng Yến ngày càng quấn quýt hơn. Diễn viên sinh năm 1976 thường khen ngợi người chồng thứ 4 hết lời. Cô còn gây chú ý khi với phát ngôn sẽ trao 50 triệu cho người phát hiện ra chồng thứ 4 của cô ngoại tình. Thời điểm đó,
Diễn viên Hoàng Yến khẳng định, Cao Thắng chính là người đàn ông đầu tiên cho cô cảm giác sẽ không bao giờ rời xa mình vì bất cứ lý do gì. Đáp lại, Cao Xuân Thắng cũng khẳng định Hoàng Yến chính là người phụ nữ lý tưởng của mình. Hạnh phúc là vậy, nhưng sau 4 năm chung sống, đến đầu năm 2021, Cao Xuân Thắng nhiều lần xuất hiện trong livestream, viết status mắng chửi Hoàng Yến một cách thậm tệ và tố cáo cô không cho anh gặp con. Theo chia sẻ của Cao Xuân Thắng, anh phát hiện Hoàng Yến có nhắn tin hẹn hò qua lại với người đàn ông khác nên vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Vào tháng 3 năm 2020, cặp đôi đã thuận tình ly hôn nhưng sau đó lại quay về với nhau vì vẫn còn tiếc tha. Thế nhưng sau đó không lâu, Hoàng Yến và Cao Xuân Thắng chính thức đường ai nấy đi. Con chung của hai người do nữ diễn viên nuôi dưỡng. Trước những lời chỉ trích của chồng cũ, Hoàng Yến khẳng định cô và Cao Xuân Thắng đã dứt tình. Nữ diễn viên cũng không ngại nhấn mạnh rằng chồng cũ đã vu khống khi nói mình ngoại tình. Đáng chú ý hơn, cô Xuyến phim Về Nhà Đi Con tiết lộ Cao Xuân Thắng từng nhiều lần chửi bới, đe dọa cô trước mặt người thân và con gái. Chính vì vậy nên cô quyết định không cho chồng cũ gặp con. Nhìn lại những cuộc hôn nhân của mình, diễn viên Hoàng Yến khiến nhiều người không khỏi giật mình vì từng bất ngờ, tiên đoán về chuyện lấy chồng 4 lần và cả chuyện ly hôn vào năm 2019. Không ai có thể biết trước ngày mai mình sẽ ra sao, nhưng hiện tại tôi đang hạnh phúc bên chồng con. Ông xã Thắng Cao yêu và tự hào về vợ lắm. Cho dù ngoài đời, tôi 4 lần lấy chồng, nhưng tôi vẫn nói với các chị em rằng hạnh phúc là có, nếu cố gắng đi tìm, mình sẽ gặp được soái ca của đời mình. Nếu trong phim cô Xuyến khóc như mưa khi thông báo lấy chồng thứ 5, thì ngoài đời chắc tôi ngất mất. Có thể nói, trải qua 4 đời chồng và có 3 cô con gái, nhưng diễn viên Hoàng Yến vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thân hình gợi cảm. Tuy nhiên, cô cũng không ngần ngại thẩm mỹ để bản thân thêm trẻ, đẹp. Hoàng Yến luôn quan điểm làm đẹp cho bản thân là điều cần thiết, bởi chính mình phải biết yêu thương lấy mình. Mũi và ngực chính là hai bộ phận mà người đẹp đã can thiệp giao kéo. Giờ đây, làn da trắng và thân hình gợi cảm hút mọi ánh nhìn của Hoàng Yến được fan khen ngợi không kém con gái tuổi đôi mươi. Phong cách thời trang hách tuổi của nữ diễn viên khiến nhà mỹ nhân showbiz Việt cũng phải nể phục. Chị không phải là khỏe đâu nhưng mà có sức mạnh. Xin hỏi anh có động lực gì ạ? À, anh thì tình yêu nó ép. anh á? Không phải đâu, anh tập thể dục đấy mà. Chúng ta vừa chiêm ngưỡng nhan sắc cuốn hút của nữ diễn viên trải qua 4 đời chồng. Nếu thấy video ấn tượng, đừng quên dành tặng chúng tôi một like và nhấn đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.